Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng của tác giả Vĩ Ngư. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 91 Ra khói biệt thự, xe gấu đen chạy như bay. Sau khi xe lên đường lớn, viêm thác ngồi ở ghế phía trước khối gấu đen, việc gì mà gấp thế anh? Gấu đen nhìn thẳng con đường, nghiêm túc lái xe, thì chuyện của bọn răng cửa đấy chúng ta nuôi đám tường bách xuyên mấy hôm rồi cũng không đỡ nuôi mãi được viêm thác ngẫm nghĩ dạo trước khi anh nhắc tới tường bách xuyên với gấu đen gã còn lỡ miệng nói về con trai chị lâm sau đó nhất quyết không hé răng nữa lời anh giả vờ hỏi theo chuẩn bị đổi người hả gấu đen không nghĩ nhiều gật đầu luôn đổi con trai di lâm à gấu đen đang định gật đầu tiếp thì bỗng nhảy dựng lên sao cậu biết lần trước chính anh nói thế còn gì anh còn bảo em đừng nói với dì lâm nữa anh quên rồi à vậy à dù không nhớ rõ nhưng phùng mật đang ngồi ở phía sau nên gã đành ậm ừ cho xong chuyện hiển nhiên phùng mật chẳng phải kẻ dễ chơi anh gấu miệng anh không kin lắm đâu nhé gấu đen xấu hổ viêm thác là người nhà mà đằng nào cũng nói đến chuyện này rồi viêm thác nghiêng đầu hỏi phùng mật ngồi đằng sau con trai gì Lâm bao nhiêu tuổi rồi? Có đẹp trai không? Gầu đen tức giận, đẹp hay không liên quan gì đến cậu? Viêm thác cưới, em hỏi hộ phùng mật. Phùng mật cười phi, bao nhiêu tuổi thì em không rõ nhưng chắc chắn là không đẹp trai. Anh đừng hỏi hộ em, tên đó chẳng liên quan gì đến em cả. Viêm thác vẫn cứ thản nhiên hỏi, sao con trai Di Lâm lại rơi vào tay bọn răng cửa nhỉ? Cũng bị bắt đi như em à? Phùng mật không đáp còn gấu đen hắng giọng được rồi viêm thác, việc không liên quan đến mình thì bớt hỏi đi. Viêm thác quay lại nhìn thẳng về phía trước, ai chả có lòng tò mò. Úp úp mờ mờ gì chứ, ghét nhất là kiểu bồn xỉn của mấy người. Trong xe lặng đi, ngoảnh sang nhìn viêm thác, gấu đen định mở lời mấy lần nhưng lại thôi. Gã đừng nhiều chuyện thì hơn, cứ nghe chị Lâm đi. Viêm thác cũng không nói gì nữa, chỉ ngoảnh đầu nhìn cảnh đêm ngoài của kính. Với anh, thành phố Tây An này chẳng thể nào quen thuộc được. Tuy trên hộ khẩu quê quán anh ở Tây An nhưng thủa ấu thơ của anh nằm cả ở thị trấn Do Đường. Sau này anh chuyển nhà đi nơi khác và sau này nữa mới đến Tây An. ưu điểm của thành phố lớn là dẫu con người ta sống gắn nhưng khoảng cách lại thật xa. Có sống cùng một tòa nhà, thậm chí là ở ngay đổi diện nhưng người ta vẫn có thể chẳng quen biết suốt 3 đến 5 năm. Có lẽ Lâm hì nhu thích điểm này, mỗi lần chuyển nhà là một lần lột xác. Sau vài lần ả à sẽ có được cuộc sống mới. Cảnh đường phố trong mắt anh liên tục đổi thay, lúc mới tình, lúc cũ kỹ, khi thì cổ xưa. Gấu đen có điện thoại gọi tới, sau khi gã bắt máy và lắng nghe phía bên kia nói thì chỉ đáp một câu, "Vâng ạ." À. Sau đó gã quay đầu xe đổi hưởng đi. Biên độ quay đầu của xe quá lớn làm viêm thác thắc mắc, sao thế? Gấu đen không nhìn anh, dẫn cậu đi một nơi. Chắc cậu không biết chúng tôi còn một căn cứ nữa trong thành phố đâu nhỉ? Dối gã hỏi to, phùng mật, mày biết chưa? Giọng phùng mật khả miến cưỡng, biết rồi, anh cứ đưa em đến đó là được. Lại là một căn cứ nữa hả? Viêm thác lấy điện thoại ra xem vị trí. Anh chưa từng tới đây phía tây này bao giờ. Vùng này vốn là nơi tụ họp các khu công nghiệp, nhà xưởng cù và khu tập thể của công nhân viên chức trong xương. Sau này khi thành phố phát triển, rất nhiều gia đình dọn tới nơi có hoàn cảnh tốt hơn nên những khu tập thể này dần bỏ hoang và thành nơi chờ phá bỏ. Chắc hẳn bây giờ công việc phá bỏ, sửa sang đang được đẩy mạnh vì viêm thác nhận thấy rất nhiều chữ phá bỏ to đùng được khoanh tròn ở trên tường. Xe rẽ ngoặt 78 lấn. Cuối cùng mới dừng lại trước một tòa nhà. Gấu đen cúi đầu cỡi dây an toàn, tầng một, ở căn nhà bên kia. Viêm thác xuống xe, ngần đâu nhìn khu tập thể. Tòa nhà này cũ lắm rồi, trên mặt tường loang lỗ những mảng tường bong chóc, dây điện leo từ cửa số nhà này đến nhà khác như những con rắn. Nếu không vì còn một hai ô cửa số sáng đèn thì anh sẽ nghĩ đây chỉ là một tòa nhà bỏ hoang. Anh có một cảm giác như đang trở lại khoảng thập niên 80-90. Không, phải là 60-70. Đổi người mà đến đây làm gì nhỉ? Chẳng lẽ bọn tưởng Bách Xuyên đã bị truyền từ nông trường sang đây rồi? Gấu đen gọi viêm thác đi vào hành lang cùng mình còn phùng mật chậm rãi theo sau. Đèn hành lang đã hỏng, gấu đen phải bật đèn pin điện thoại để soi sáng. Càng đi vào sâu mùi ẩm mốc nhiều năm càng đậm, viêm thác trông thấy chiếc xe đạp gì nguyền, vại muối dưa vỡ nát và thứ chất lông đã khô chỉ còn vệt nước đọng trên mặt đất. Trên cánh cửa ở tận trong cũng có dân hai câu đối màu trắng chuyên dùng cho đám tang. Đau ốm từ trần rời cố thổ, cả nhà rơi lệ khóc người thân. Câu đối đã có năm tháng, phần dìa cong lên thật giận người trước ánh đèn điện thoại. Cảm thấy không ổn lắm, viêm thác dừng bước theo phản xả, không phải, nơi này. Còn chưa nói hết câu, anh đã cảm nhận được họng súng ăn ở sau lưng và tiếng thở dài của phùng mật, viêm thác. Dì Lâm dặn là nếu anh phản kháng tôi có thể nổ súng còn thương tiếc, không mạnh tay. Viêm thắc hoảng hốt nhưng vẫn cố bình tĩnh nhìn gấu đen, anh gấu, có hiểu lầm gì không vậy? Gấu đen lấy chìa khóa mở cửa, chẳng đáp mà chỉ lấm bẩm. đây là chỗ bọn tôi chuyên làm những việc bẩn thỉu. Lần trước xử một thằng tìm chuyện, mẹ nó chẳng nại đòn gì cả, mới vải đá đã chết thằng cẳng. Nói rồi gà mở cửa phòng ra và bật đèn lên sau lưng có sùng, viêm thác đành phải bước vào. Đây là một căn phòng đã bị dọn hết đồ chỉ còn mỗi chiếc sofa rách và mấy cái ghé. Nơi góc phòng trống đẩy hộp cơm và vỏ đó ăn vặt bẩn thỉu có con chuột giật mình chạy vụt đi trước tiếng mở cửa. Sàn nhà chỉ là nền xi măng với một vòng tròn được vẽ bằng phần trắng ở chính giữa. Bên trong vòng tròn ấy có vết lửa đốt, xung quanh là những mẩu tiến vàng chảy giò. Chứ những thứ đó ra, căn phòng này còn gì đó không hợp lý lắm. Vài giây sau viêm thác đã biết rồi. Căn phòng này không có cửa số. Những nơi vốn nên là cửa số đều bị chặn cả bằng gạch và vôi. Gấu đen bảo anh, cậu đi lên trước, đừng đứng gần chúng tôi. Đúng, đi vào trong. Viêm thác đi vào trong phòng rồi quay người lại sau khi đã cẩn thận tránh xa vòng tròn hóa vàng. Phùng mật đứng giữa cửa với tư thế rất ung dung nhưng họng súng đen ngòm trong tay cô ta vẫn luôn chỉ vào anh. Gấu đen khoanh tay nhìn anh bằng con mắt không quả rõ ràng. Tìm viêm thác đập rộn mà vẫn phải giả vờ buồn cười, anh gấu, rốt cuộc là thế nào? Gấu đen cất lời anh, chuyện này có phải hiểu lầm không thì cậu tự biết chứ tôi không biết. Nếu cậu không sao thì chẳng phải lo cứ coi như đang đi dạo thôi, chị Lâm bảo cậu không cần về biệt thự nữa nên tôi đành mời cậu đến đây. Còn cụ thể thế nào phải đợi chị ấy tới rồi hai người tự xử với nhau. Nhưng mà phải phiền cậu một lát, đã vào đây rồi thì cũng không thể đứng không đây được. Vừa nói gà vừa cúi người mở tủ đựng giày và lấy một cuộn dây thừng ra. Viêm thắc cười, không đến mức đấy chứ anh gấu, khoa trương quá vậy. Gấu đen không cười, đen. Sau khi nhìn nhau một lúc, Viêm thác nhượng bộ với giọng rất nhẹ nhàng, có băng dính không? Chói bằng cái này đau lắm. Gấu đen cười nhạo, đến giờ này mà còn kén nữa à? Có, người khác thì tôi không chịu đâu nhưng riêng cậu tôi sẽ có nhẹ nhàng. Nói rồi gã ném dây thừng về tủ và lây băng dính ra. Viêm thác hỏi, em có thể đi vệ sinh trước không? Chói rồi lại đi thì phiền lắm. Gấu đen chỉ vào toilet, tự cậu vào đi. Rồi gà lại dặn phùng mật mày cứ đứng cạnh cửa thế đi đừng lại gần nó quá trong phim chúng nó hay tập kích bất ngờ lắm nhưng viêm thác là người nhà nếu không có vấn đề thật thì sẽ phối hợp với chúng ta thôi viêm thác cười khổ giơ tay lên với tư thế đầu hàng đêm nay các anh định chơi trò gì vậy nói rồi anh cất bước vào trong toilet gấu đen nheo mắt nhìn anh nhưng không có ý vào cùng trong toilet cũng bắn kinh khủng và chỉ có một bồn rửa tay với bồn cầu chứ chẳng có nổi cái xọt rác. viêm thác chẳng để ý nhiều mà móc luôn chiếc điện thoại dùng để nghe lén ra. không có tín hiệu. anh lại xem điện thoại của mình nhưng cũng không có tín hiệu. thảo nào bọn họ yên tâm để anh vào toilet một mình. chán viêm thác tùa mồ hôi nhưng anh vẫn nhanh tay thảo sim nghe lén ra ném vào bồn cầu rồi nhét chiếc điện thoại đó vào trong quần. Tiếp đó anh lại lây điện thoại mình ra. Khi gỡ ứng dụng đọc xong là cháy, anh có hơi chần chừ nhưng rồi vẫn gỡ. Nếu chuồn được khói đây thì anh vẫn nhớ vị trí của căn nhà cũ nọ. Còn nếu không thoát được thì gỡ đi, gỡ cho sạch như thế chưa từng gặp gỡ. Sau khi gỡ xong, anh lại bọc ốp điện thoại ra. Trong đó có một cây kim nhếp cửu la cho anh. Vốn dĩ nó được dùng để xử lý răng chó nhưng răng chó chết nhanh quá, chưa kịp dùng tới. Dầu gì đó cũng là một vũ khí sắc bén, viêm thác cẩn thận giấu kim ở ống tay áo nhưng lại sợ rơi mất nên xiên chéo vào trong tay áo. Khi ra khói toilet, gấu đen chỉ vào khoảnh đất trồng rồi bảo anh, nằm úp xuống, khép chân lại, để hai tay ở sau lưng. Viêm thác nhìn mặt đất, chỗ này có bẩn quá không? Gấu đen cười mỉa, viêm thác, lúc nào rồi mà cậu còn để ý chuyện sạch bẩn? cậu mà có vấn đề thật thì bị lấy xác lau nhà cũng chẳng oan. Còn nhờ là oan thì anh gầu đây dọn toilet cho cậu cả 10 năm, được không? Viêm thác đành phải nằm xuống theo ý gã. Gấu đen xẻ một đoạn băng dính thật dài rồi bước lại gần anh. Lúc quỷ một chân xuống, gã dặn phùng mật, nhờ viêm thác có đánh lại tao thì mày cứ mặc kệ, đứng yên đó. Nếu tao thẳng thì thôi còn nhờ tao không giữ được mày nhớ phải nổ súng luôn, đừng có mềm lòng được nằm đó vài tháng là lại thành anh gâu mày ngay thôi. Đằng nào tao cũng chẳng chết phùng mật vẫn đáp với giọng lười nhác, em biết rồi. Em chẳng tin có hai ta ở đây mà anh ta còn làm gì được. Trong lòng viêm thác đang rất băn khoăn, gấu đen đã khó chơi dối nhưng dù anh có thể xử được gấu đen thì cũng không tránh thoát đạn bắn. Hiện tại anh còn chưa muốn chết, cho nên viêm thác nằm im cho gấu đen trói tay chân minh lại. Làm xong những việc này, gấu đen thở phào dối lần mò móc điện thoại trong túi quần anh ra. Sau đó gã mới túm tay anh kéo lên ghế. Chiếc điện thoại dùng để nghe lên vòn được giỏ trong quân nhưng mới rồi đã trượt xuống ông vì anh bị gấu đen kéo. May sao hai đùi đã khép lại nên mới có thể giữ điện thoại không rơi xuống. Viêm thác thở phào rồi cố gắng dùng tay cho cây kim trong ống áo rớt xuống. Nhưng chẳng biết là kim xiên sâu quá hay anh bị trói quá chặt mà nó chẳng rơi được biết rõ có một cây kim đang ở ngay trong an tắc mà lại như xa cách nhìn trùng không sao với tới càng sốt ruột càng chẳng biết làm sao thấy mình đã tú hết mồ hôi lạnh viêm thắc quyết định làm gì đó để rời lực chú ý của mình đi anh ngẩng đầu nhìn gấu đen anh gấu lúc tối ăn cơm còn bình thường mà sao tự dưng bây giờ lại vậy rốt cuộc em làm gì các anh có thể nói cho em biết không gấu đen cũng chẳng hiểu tại sao trong video theo dõi ở nông trường có đoạn viêm thác đứng ở ngoài cửa khi răng chó bị hỏi tội nhưng đứng ngoài cửa đâu nói lên điều gì nhờ anh tò mò quá thì sao nhất là khi dạo đó viêm thác đang muốn gia nhập với bọn họ sau này trong video ở ngoài thị trấn thạch hà lại có cảnh viêm thác lái xe của lữ hiện xuất hiện ở gần nơi bọn trần phúc mất tích gấu đen để tay lên ngực tự hỏi bản thân và cảm thấy cũng không thể quy tội cho người ta bằng đoạn video ấy được gà cũng có điều tra theo video ấy Đúng là hôm ấy viêm thác đã rời khói thạch hà vào đến địa phận huyện Lâm rồi nhưng lại quay ngược về. Vậy nghĩa là ngược hưởng với bọn Trần Phúc và lại chỗ căn nhà gần chạm bơm bị bắn nát tương thế. Nếu viêm thác ở hiện trường thì chả bị bần thùng lỗ chỗ rồi à. Cho nên theo suy luận của gã, mọi vấn đề nằm ở câu nói hồi tối của chị Lâm. Có, chúng ta không tìm được thôi. Thứ gì mà cứ phải tìm cho bằng được thế? chẳng lẽ trong phòng viêm thác lại giấu đầu Trần Phúc à? Gấu đen buồn bực, rốt cuộc cậu giấu gì trong phòng đấy? Viêm thác bình tĩnh nhìn gã một lúc lâu rồi dựa lưng vào thành ghế. Anh đáp, phòng em thì giấu được cái gì? Quá nửa đêm lâm hỉ nhu mới tới. Khi ấy viêm thác đã củi đầu ngủ được một giấc rồi. Nghe thấy động tĩnh trong hành lang, anh mở choàng mất rồi lén dịch chân chiếc điện thoại chuyên đề nghe lén trượt từ bắp chân xuống mất cá rồi lại rơi xuống đất. Viêm thác giơ chân dẫm lên nó dối đá vào giữa đông rác ở góc tường trong lúc gấu đen và phùng mật đi mở cửa. Cho dù sau này chiếc điện thoại bị phát hiện thì cũng chẳng còn là của anh. Anh chỉ có một chiếc điện thoại và đã bị gấu đen lấy đi rồi. Khi Lâm Hỷ Nhu đi vào có cảm theo một quyền vờ màu đó gạch. Viêm thác căng vòng băng dính trói trên người, gọi, gì Lâm? anh cố gắng để mình không nhìn cuốn nhật ký đó nhìn anh một lúc lâu lâm hỉ nhu ném cuốn nhật ký xuống chân anh đây là cái gì viêm thác củi đâu nhìn mãi mới đáp nhật ký của mẹ cháu ấy mà ai cho cháu viêm thác chân chữ bố cháu đưa dì lâm dì quên rồi à lúc bố cháu hấp hối dì dẫn lâm linh đi tiêm phòng nên trong nhà có mỗi mình cháu lúc hối quang phản chiếu ông ấy bảo với cháu là mẹ cháu có để lại một cuốn nhật ký và dặn cháu cất giữ nó sao cháu phải giấu nó viêm thác ngẩng đầu nhìn lâm hỉ nhu rồi lại nhìn gấu đen và phùng mật như đang hỏi ý kiến môi người anh nói mẹ cháu giờ còn sống mà như đã chết bố cháu cũng mất từ lâu cháu còn một mình thì giữ lại di vật của bố mẹ có gì sai ạ à? lâm hỉ nhu nghẹn họng trước câu hỏi của anh Lát sau ả mới hỏi, vậy là cháu đã biết chuyện thời bố mẹ cháu từ lâu rồi hả? Viêm thác bật cười, dù hồi nhỏ không nhớ được nhiều thì khi lớn lên đa số người bình thường đều muốn biết bố mẹ mình từng gặp chuyện gì. Dì Lâm, cháu bảo cháu chưa từng tò mò và trước nay chưa từng suy nghĩ hay hỏi thâm gì thì dì có tin không? Mặt Lâm hỉ nhu vẫn thế nhưng đôi môi đã trắng bệch. Ái nhân từng từ từng chữ một, vậy cháu biết cả rồi, cháu có hận gì không? Viêm thắc hỏi ngược à gì Lâm, gì đã đọc nhật ký của mẹ cháu chưa? Trong nhật ký của mẹ cháu, gì có từng muốn hại bà ấy không? Toàn là bà ấy muốn giết đi mà. Rồi anh bổ sung thêm, còn giết tận hai lần nữa. chương 92 Lâm hỉ nhu nhủ thầm trong lòng, đúng vậy. Mình chưa từng hại cô ta, toàn là cô ta muốn giết mình. Đối với gia đình viêm hoàn sơn, à tử tế lầm mà không bắt bọn họ làm túi mâu, sau khi chết một lần vẫn còn quay lại đó. Cũng không tranh luận chuyện Lâm Hỷ Nhu từng đẩy mình vào bồn tắm khiến mình bị điện giật tại sao cô ta không thể ngoan ngoãn hơn. Tại sao cử gây rắc rối cho à? Tại sao sau một lần lắm lờ vẫn cứ đâm đầu sai tiếc? Những lời viêm thác nói thật sự khớp với ý hả ý cháu là cháu không ngại chuyện năm đó à? Viêm thác đáp, cùng không hẳn là không ngại, cháu phải nghĩ rất lâu đấy cháu chẳng nói rõ được là ai sai ai đúng vì nếu lần thứ hai định giết gì mà mẹ Châu thành công thì người chết sẽ là gì đó. Câu chuyện này chỉ có thể nói rằng ông trời không đứng về phía mẹ cháu thôi. Thế cháu nghĩ gì thế nào? Viêm thác im lặng một thoáng, công sinh không bằng công nuôi dưỡng. Dì Lâm, nếu phải nói thật lòng thì bao nhiêu năm nay dì chưa từng đối xử tệ bạc với cháu. Thế em gái cháu thì sao? Dì mang nó đi, cháu thấy thế nào? Viêm thác cười, nói thật ạ? À? Nói thật. Viêm thác đáp, nói thật thì có lẽ cháu hơi máu lạnh vì trước khi đọc nhật ký châu còn chẳng chắc chân mình có em gái hay không. Sau này biết là có thì cháu đã không nhỏ rõ mặt mũi con bé nữa rồi. Đã hơn 20 năm không trung đụng, nếu bảo có tình cảm anh em sâu đậm thì chỉ là lời nói dối. Cháu không muốn biết em mình ở đâu à? Có chút tò mò, nếu gì đồng ý thì có thể nói cho cháu biết dù sao đó cũng là người thân cháu nếu con bé sống không tốt cháu cũng có thể giúp đỡ đôi chút lâm hỉ nhu nhìn chầm chắm mắt viêm thác tại sao cháu phải giấu kín cuốn nhật ký này như vậy sợ bị người ta phát hiện à gấu đen vẫn luôn bàng thính ở bên sen lời chị lâm chị hỏi vậy khác nào hỏi thừa nếu nó cử bỏ ở đầu giường rồi xem hàng ngày thì chị chẳng ghét à lâm hỉ nhu quát lên cậu câm đi gấu đen cảm thấy bẽ mặt trợn mắt nhìn trần nhà. Viêm Thác thở dài rồi nhìn tình trạng của mình lúc này, châu sợ như bây giờ đây. Sợ gì biết rồi lại e đời cháu, cũng sợ gì cảm thấy cháu không nên biết những bi mật trước kia của Di. Với cả đằng nào đó cũng là chuyện quả khư, cháu cảm thấy không nhắc hay hỏi tới thì tốt cho cả hai bên nên cứ để vậy. Lâm Hỉ ngu không hỏi nữa chỉ cúi đầu nhìn cuốn nhật ký trên mặt đất. Thảo nào lúc mới trông thấy ả đã thấy cuốn số bia màu đỏ gạch này quen mắt, đúng là mẹ Viêm Thác có thói quen viết nhật ký. Có mấy lần lâm hỉ nhu ngồi viết dưới ánh đèn, còn ả thì dỗ dành Viêm Thác đang gào khóc. Lát sau ả bông tung ra một vấn đề khác, vậy tại sao lần bọn di cha hỏi răng chó ở nông trường, cháu lại đứng ngoài cửa nghe lén? Hỏa ra vấn đề nằm ở đây, Viêm Thác cảm thấy lòng mình đã bình tĩnh hắn. Trước đó anh cảm thấy mình trôn quá nhiều bom quanh người nên đã nghĩ kỹ câu giải thích khi chuyện bị lộ tây rồi. Anh đáp, châu tò mò đó, rằng chó đã chết lâu lắc rồi xong lại tự dưng xuất hiện với cơ thể khóe mạnh. Dì lâm, dì có biết cháu hào hứng thế nào không? Cháu mới thấy anh gầu mất món tay xong lại mọc món mới thôi chứ chưa thấy ai chết mà còn sống lại cả. Dì không cho cháu vào nên cháu đành nghe lén ở ngoài nhưng cháu cũng nghe đường hoàng mà cháu biết có camera nhưng cháu chẳng trốn vì lúc đó cháu đã nghĩ nếu cứ việc quay đằng nào cháu cũng chưa từng giấu lòng tò mò của mình cháu đã nói chuyện đó với gì và cả anh gâu rồi nghe tới tên mình gấu đen gật đầu chính vì lần bộc bạch tâm sự đó mà gã thay đổi suy nghĩ về viêm thác cũng cảm thấy anh rất chân thành chẳng mấy khi gặp được một người biết chuyện mà vẫn đối xử bình thường với củ đất tiếc là không thể thu nạp viêm thác được, chứ người như anh trả hơn bọn răng chó với Lý Nguyệt Anh đều cẳng à. Thể Trần Phúc với Hàn Quân thì sao? Việc bọn họ gặp nạn có liên quan gì đến cháu không? Ra đầu viêm thác sắp nứt toát ra, nét mặt anh cũng suýt thay đổi nhưng may sao anh đã đổi thành vẻ nghỉ hoặc đúng lúc, Trần Phúc với Hàn Quán nào? Sau đó anh lại gật gù, hai người anh em anh gấu đang tìm hả? Anh cười khổ, di lâm, sau khi họ mất tích cháu mới biết họ trông thế nào lúc anh gấu nói cho cháu trước đó gì có giới thiệu họ cho cháu đâu sao mà cháu biết được lầm hỉ nhu hơi mất kiên nhẫn thế tại sao sau khi bọn họ mất tích không lâu châu lại xuất hiện ở gần đó với xe của lữ hiện viêm thác buồn bực xe của lữ hiện á sau khi nghĩ xong anh quay đầu nhìn gấu đen việc này anh gấu cũng biết mà gấu đen ngơ ngác tôi à lúc đó cháu ở tạm chỗ bọn A bằng. Nửa đêm anh gấu mang một đứa bị sung bắn đến, còn bảo với cháu là đã tóm được bọn tưởng Bách Xuyên, xong việc rồi. Cháu mới nghĩ nếu đã xong việc thi cháu cũng nên đi về. Thế là hôm sau cháu mượn xe lữ hiện định về Tây An nếu anh gấu không nói có khi cháu còn ở đó thêm vài ngày nữa. Gấu đen cũng đã nhớ ra, đúng rồi, có chuyện này thật. Nhưng hôm trước cháu mất ngủ, lại không quen xe lữ hiện nên suýt thì ngủ gật giữa đường và đâm vào xe khác. Cháu thấy cứ lái về Tây An với tình trạng rãy thì không được nên mới quay lại. Nói tới đây, anh ngẩng đầu nhìn Lâm Hỷ Nhu. Di Lâm, thảo nào cháu thấy lần này gì hơi lạ, toàn ám chỉ gần xa với cháu gì làm vậy vì mấy việc này á. Dì còn vấn đề gì nữa thì hỏi luôn đi, đừng để trong lòng rồi sinh bực. Lâm Hỷ Nhu không nói gì. À cũng chẳng còn gì để hỏi nữa viêm thác cũng im lặng lưng anh đang rất khó chịu vì chiếc sơ mi ướt sũng dính chặt vào người anh chỉ biết một điều dù là video theo dõi ở nông trường video giao thông ở ngoài thị trấn thạch hà hay cuốn nhật ký này đều chẳng thể nói nên điều gì trừ phi lâm hỉ nhu có thể tìm được chứng cứ xác thực nếu không ả à chỉ có thể nghi ngờ anh chứ không thể định tội cho anh giờ còn hỏi miệng nhưng nhờ lát nữa động tay chân thì anh cũng vẫn phải khăng khăng như vậy trong lúc đợi chuẩn bị kế hoạch lớn, anh phải cố gắng để mọi chuyện suôn sẻ. Lát sau Lâm hỉ Nhu bảo gấu đen, cậu ra đây với tôi một lát. Hai người ra ngoài, trong phòng cùng còn lại hai người nhưng khẩu súng của Phùng Mật đã không còn chĩa thẳng vào anh nữa mà đang được cô ta xoay tròn quanh ngón tay. Viêm thác nhíu mày, cô đứng có nghịch súng, nhờ cướp cỏ tôi lại chết oan ủng. Phùng Mật cũng rất nghe lời, không xoay tròn súng nữa, Vài giây sau cô ta hỏi, nếu ban này anh có bảo hỏi luôn đi thì giờ em hỏi anh một việc xem anh có nói thật không nhé. Viêm thác liếc cô ta, cô hỏi đi, anh có thích em không? Viêm thác đáp, không thích. Phùng mật cười ha ha rồi thở dài, đúng là lời nói thật. Mùi trong hành lang quả gây mùi nên Lâm hỉ Nhu đi tận ra ngoài mới dừng bước. Tòa nhà này rất yên ắng, và lại càng yên ẳng hơn trước tiếng xe nổi tiếp trên con đường bên ngoài bức tường rõ ràng năm sát sự náo nhiệt nhưng vẫn chỉ là nằm sát mà thôi lâm hỉ nhu hỏi gấu đen cậu cảm thấy lưới nó nói có tin được không gấu đen gãi đầu chị lâm bình thường chị bình tĩnh lắm mà sao nay lại to chuyện chỉ vì một cuốn nhật ký thế nếu đổi thành em thì em cũng giữ lại cuốn nhật ký đó lâm hỉ nhu hơi mất bình tĩnh cậu không hiểu đâu lúc đó nó còn bé tôi tưởng nó không biết gì cả tôi chỉ bảo với nó là mẹ nó bị liệt vì một tai nạn bất ngờ thôi gấu đen nói có một câu viêm thác nói rất phải con người luôn có lòng hiếu kỳ mà cậu ta lớn rồi chắc chắn cũng muốn biết sự việc bất ngờ năm đó là thế nào chứ dù không có cuốn nhật ký này thì cậu ta cũng sẽ hỏi thăm từ nơi khác nhưng có cuốn nhật ký này cũng chẳng sao vì mẹ cậu ta tự vác đá đập chân mình rồi Viêm thác cũng đã bảo cô ta muốn giết chị nhưng lại bị chị giết ngược lại mà. Vậy thì có thể trách ai được? Vợ mất, cậu ta sinh bệnh rồi chết, chứ có phải chị giết đâu. Lâm hỉ nhu lắc đầu, không phải. Cậu không phải người trong cuộc nên cậu mới nghĩ đơn giản thế. Tôi luôn cảm thấy chuyện này không bình thường. Nó có thể giải thích hợp lý hết mọi chuyện là do mấy việc này vốn chẳng nói nên điều gì. Nếu là người yêu về mặt tâm lý có lẽ đã khai hết rồi nhưng người có tâm lý vững vàng thì rất dễ qua cửa. Chắc chắn còn có gì đó, ả à, cam đoan với trực giác của người từng chung sống hơn 20 năm với viêm thác. Gấu đen bực bội, chị Lâm, chị đừng cử cảm thấy mài nữa. Ít ra chị cũng phải có tỷ bằng chứng đã chứ. Viêm thác không giống bọn tường Bách Xuyên, nếu là tường Bách Xuyên em có thể lột ra ngay nhưng viêm thác. Quen biết bao nhiêu năm mà chị bảo em chờ mặt thì em không chờ ngay được. Mày mà vừa rồi em còn đối đãi khá tử tế với cậu ta, chứ mà vừa vào đã đánh thì giờ em biết giấu mặt vào đâu? Lầm hỉ nhu cần môi, ban này cậu trói nó, nó có hành động gì lạ thường không? Gấu đen lắc đầu, không có. Cậu ta nghe lời lắm, chỉ luôn miệng hỏi em có phải hiểu lầm không chứ bảo năm sắp vẫn năm, bảo ngồi im vẫn ngồi im. Cũng may cậu ta không xúc động chứ nhờ con quỷ phùng mật bóp cò thì trên người cậu ta đã có vài lỗ đạn rồi. Cậu ta đâu có giống chúng ta đâu. Gà trưng cầu ý kiến của Lâm Hỷ Nhu hay là coi như xong việc rồi nhé. Cái chỗ quải quỹ này còn chẳng có giường. Nhưng nghĩ cảnh vừa trói đã thả, gã lại thấy hơi bề mặt hay cứ trỏi thêm vài ngày rồi tính tiếp. Trong đầu Lâm Hỷ Nhu rồi thành một nùi mà cũng chẳng thể suy nghĩ rõ đầu đuôi ngay được à phát cáu, mẹ kiếp, cũng tại là nó, chứ nếu là người khác tôi cần gì phải chứng cứ. Gấu đen cười gượng, ai bảo chỉ nuôi cậu ta như con trai nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nuôi chó nuôi mèo một, hai chục năm còn có tình cảm, huống chi con người. Em cũng vậy thôi, không thể ra tay với cậu ta được chứ là người khác thì mất nữa cái mạng lâu rồi. Lầm hỉ nhu bình tĩnh hơn chút, cứ dừng lại ở đây đà, để tôi suy nghĩ thêm lúc tâm trạng đang thất thường không nên dễ dàng đưa ra quyết định. Lâm Linh là người đầu tiên phát hiện viêm thác mất tích. Mà tất nhiên cũng phải là cô phát hiện trước, đều sống ở cùng một nhà mà tự dưng một người to lù lù lại biến mất, đến cả phùng mật cũng không thấy đâu thì ai chả nghi ngờ. Trong bữa trưa ngày hôm sau, cô liếc qua nét mặt Lâm hỉ nhu rồi dè dặt hỏi, dì Lâm, viêm thác đi đâu rồi à? Còn cả chị Phùng kia nữa. Lâm hỉ Nhu thản nhiên, đi làm việc rồi. Ngoài việc để phùng mật ở đó trông viêm thác, à còn bảo gấu đen cử mấy đàn em đắc lực qua nữa. Lâm Lĩnh gật gù không nói nữa. Buổi chiếu cô gọi cho viêm thác. Đây là điều viêm thác dạy cô, có việc gì thì gọi điện thoại, cố gắng không để lại tin nhắn có từ ngữ nhạy cảm. Có chuông nhưng không ai nghe. Cô không gọi tiếp nữa vì tối hôm trước trên đàm giấy viêm thác dơ cho cô xem có một tờ là đừng để người khác cảm thấy chúng ta thân thiết. Đợi tới sâm tối ngày thứ ba, không chịu nổi nữa Lâm Linh lại nhắn tin vào Uê Xin. Dì Lâm bảo anh đi làm việc, thể bao giờ anh về, Lữ hiện đang đợi anh trả tiền sửa xe này. Mai đến trước khi đi ngủ, viêm thác vẫn không nhắn lại. Sáng hôm sau khi vừa mở mắt Lâm Linh đã lấy điện thoại ra xem nhưng vẫn không có gì. Liên tưởng tới những việc trước kia, cô lo ngay ngáy. Viêm thác sẽ không như vậy dù không thể trả lời điện thoại và tin nhắn ngay thì anh cũng sẽ không để quả lâu. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên cô biết cảm giác khi viêm thác không còn ở bên cạnh nữa. Hình thâm là người thứ hai phát hiện viêm thác mất tích. Mấy hôm nay anh ta luôn bận rộn cho kế hoạch. Trong danh sách viêm thác cho, trừ những kẻ đã chết và gầu đen, phùng mật, Lý Nguyệt Anh, Dương Chính ra thì cũng còn 5 kẻ nữa. Số 006 Ngô Hưng Bang là bạn trai của Hứa An Nhi, đang làm tài xế taxi ở An Dương, Hà Nam. Số 007, Trịnh Lương hơn 40 tuổi là tiểu thương buôn hoa quả ở Quý Dương, Quý Châu. Số 012, Vệ Kiều Tắm 30 tuổi là giáo viên mỹ thuật của một trung tâm ở Thiên Tân. Số 014, Thẩm Lệ Châu làm phục vụ cho một quản lầu ở Trùng Khánh. Số 017, Chu Trường Nghĩa là thợ xây ở Vu Hồ, An Huy. 5 người, năm địa phương riêng rẽ và đã có cả năm tổ 3 người vào vị trí. Trong đó bọn họ đánh giá được Ngô Hung Bang và Trịnh Lương thuộc giảng còn trẻ khóe nên Dư Dung sẽ dẫn Tôn Chu đến An Dương còn hình thâm và Châu Châu đi Quý Dương. Ngày thứ tư kể từ khi viêm thác mất tích, hình thâm gửi tin nhắn đầu tiên cho bọn Lâm Hỷ Nhu qua điện thoại của tước cha. Có thể trao đổi người nhưng địa điểm phải do chúng tôi chọn. Không phải ở đấu khi Nam Ba, nơi đó chúng tôi không dám đến sau khi nhắn xong anh ta cũng bảo cho viêm thác là bên mình đang làm công tác chuẩn bị và cuộc điều tra vô cùng thuận lợi tạm thời không nhìn ra văn đề gì lạ nên nêu theo kế hoạch ban đầu thì có thể hành động trong ba ngày nữa nhưng kỳ lạ là viêm thác không nhắn lại vậy thì không hay rồi theo lời hẹn của hai người hễ nhận được tin nhắn dù có đồng ý cũng phải nhân lại cho người kia biết hình thâm đợi rất lâu cuối cùng mượn số điện thoại người lạ để gọi cho viêm thác nhưng tổng đài thông báo không thể liên lạc được. Nhấp cửu la là người cuối cùng biệt viêm thác mất tích, còn là do hình thâm nói cho nghe. Lúc biết tin cô khá ngỡ ngàng, sau đó mới phát hiện đã mấy ngày mình không liên lạc với viêm thác rồi. Vì cô rất bận, bận đến bệnh viện tư làm phục hồi chức năng. Vì anh thái đến thăm cô, nhòm ngó bức tượng cầm hoa mai cô làm cho viêm thác rồi bảo với cô ngoài theo đuổi nghệ thuật, nghệ thuật gia còn có thể mở rộng con đường tiến tài khuyên cô có thể thiết kế mấy bức tượng Mauraga đáng yêu rồi bàn bản quyền cho các xưởng chế tác. Mauraga là con trai của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, một trong tâm vị thần Phật giáo với hình tượng mình người giàu dần Nhưng khi được truyền bá vào Trung Quốc thì hình tượng lại thay đổi thành nhi đồng đáng yêu, cũng trở thành một loại tượng đất cung phụng nghiêu lang, chức nữ trong lễ thất tịch. Vì cô chỉ có một cái tay nhưng lại nhận đơn của viêm thác nên cử quẩn quanh những công việc chụp ảnh, đo kích thước và vẽ bàn thảo cho căn nhà thật ra nguyên nhân thật sự chỉ có mình cô biết có mấy lần cô liếc qua điện thoại với ánh mắt không vui anh không liên hệ tôi thì tôi cũng chẳng liên hệ anh anh bẩn tôi cũng bận cứ nói chuyện với anh mãi thì tôi thành cái gì giọng hình thâm vọng ra từ ống nghe chui vào tai cô cô nghe thấy mà ánh mắt cứ trôi nổi từ bản phát thảo căn nhà đến tượng viêm thác mini cười thật to với nhảnh mai trong tay không thể nào sao lại mất liên lạc được trái với suy nghĩ trong đầu cô hỏi mất liên lạc mấy hôm rồi hình thâm nói theo lời lâm linh nói thì hôm nay là ngày thứ sau lâm linh đúng vậy tối qua anh nhận được cuộc gọi từ số lạ cô ấy bảo mình tên là lâm linh giọng còn run run nữa trong điện thoại lâm linh nói rất nhiều câu lung tung như không liên lạc được với viêm thác và có một hôm tự dưng viêm thác lại dặn cô mấy việc rồi biến mất luôn cô ấy bảo hình như viêm thác đoán trước được là mình sẽ gặp nguy hiểm nên đã đưa số điện thoại này cho cô ấy đợi suốt mấy hôm cảm thấy viêm thác đã gặp chuyện cô ấy mới gọi cho hình thâm theo lời anh dặn cô ấy bảo viêm thác đã dặn mình có thể bị nghe lén nên đang mượn điện thoại người lạ gọi cho hình thâm trong toilet khi đi xem phim càng nghe miệng nhiếp cửu la càng khô hơn. Ngày thứ sáu rồi, không ngờ đã lâu đến vậy. Nhưng đúng là rất lâu rồi. Sáng nay cô còn tập ôm bóng chạy trong sân, cùng đã có thể bỏ gậy được một lúc rồi. Hình thâm nói, a la, người của chúng ta đã vào chỗ rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn thì mai kia là có thể hành động. Nhưng này tự dưng lại xảy ra chuyện này có phải viêm thác bị lộ tẩy dối không? Anh ta sẽ không khai chúng ta ra chứ? cuộc săn củ lần này có thể trở thành cú săn ngược chúng ta không? Anh có nên dừng lại không? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 93 Nhếp cửu la im lặng hồi lâu mới nói, hình thâm, anh là người quyết định mọi việc khi chủ tưởng đi vắng. Kế hoạch này cũng do anh và viêm thác cùng nhau lập lên, vậy bây giờ anh nghĩ thế nào? Hình thâm nói, anh cảm thấy có lẽ viêm thác gặp chuyện gì đó rồi. Khi gặp anh ta, anh nhận thấy anh ta là người biết suy nghĩ nói chuyện có đầu có đuôi nên chắc chắn sẽ biết việc mất tích vào thời điểm này mang ý nghĩa gì nếu có thể liên lạc với chúng ta anh ta đã liên lạc dối nhưng suốt mấy hôm liền đều chẳng có tin tức gì vậy nghĩa là anh ta đã bị giam giữ hoặc chết rồi nhiếp cửu la không đáp lời cô cảm thấy hai từ chết rồi này thật xa lạ và nhẹ bằng hình thâm vẫn nói tiếp bây giờ ý kiến của mọi người không thống nhất lắm có một nửa đề nghị tiếp tục vì đã chuẩn bị quá nhiều thứ cho hành động sắp tới rồi. Nếu giờ bỏ cuộc thi họ không cam lòng. Nữa còn lại muốn rút lui, sợ bị săn ngược. Cá nhân anh muốn tiếp tục nhưng để cẩn thận anh vẫn muốn hỏi ý kiến của em viêm thác là người em đứng ra đảm bảo. Em thấy anh ta có kín miệng không? Khả năng anh ta khai ra chúng ta khi bị hỏi cung là bao nhiêu? Nhếp cửu la nói, anh đợi một lát nhé, cho em chút thời gian để em suy nghĩ cô bám vào bàn làm việc, bước chậm đến bên chiếc ghế salon cạnh đèn sân rối ngồi xuống. Đệm lót trên sofa mềm mại khiến người ngồi trên có cảm giác vô cùng an toàn. Cô nhắm mắt lại ngẫm nghĩ mọi việc trong mùi đất dịu nhẹ. Nói cho cùng tượng đất khi bị đánh vỡ cũng chỉ là đất thôi. Bắt nguồn từ đất, đến khi bị bỏ đi cũng lại trở về với đất. Cô nói, "Nhất em đồng ý với quan điểm của anh về việc anh ta đã gặp chuyện gì đó" Dạo trước anh ta có bảo với em là đã tham dự vào quá nhiều việc nên cùng thây nguy nguy. Sau này còn bảo lúc đi về Lâm Hỷ Nhu có ám chỉ đôi câu. Nhưng chắc hẳn không phải bị lộ tay vì kế hoạch săn củ lân này. Hình thâm yên tâm hơn chút, em chắc chắn chứ. Anh tự đặt mình vào vị trí của Lâm Hỷ Nhu thì sẽ rõ. Nếu em là Lâm Hỷ Nhu thì em sẽ tương kế tự kế săn ngược lại bọn anh khi biết viêm thác giờ trò. Mà điều quan trọng nhất để có thể săn ngược là khiến các anh mất cảnh giác và vẫn tiếp tục hành động. Số điện thoại đó không liên lạc được thật hả? Hình thâm gật đâu theo phản xạ, u. Mất liên lạc với viêm thác chẳng phải là hành động rút dây động rừng. Nói cho anh biết anh ta đã xảy ra chuyện à? Lâm hỉ ngu sẽ không ngu như thế. Cho nên chuyện điện thoại em đoán là do chính viêm thác làm chứ chẳng phải bà ta nói một cách đơn giản hơn là anh ta bị phát giác vì một chuyện khác nhưng vẫn đang cố giấu giếm cho kế hoạch này vậy nghĩa là kế hoạch này vẫn còn an toàn hình thâm thở phào còn vấn đề anh ta có kinh miệng không anh vừa hỏi thì em cảm thấy là kin có hai lý do một là anh ta từng bị răng cửa bắt giữ trong một khoảng thời gian cũng ăn đòn kha khá nhưng có khai gì không hình thâm cười khẽ đúng là không khai gì cả hai là khi nói tới điều thứ hai, nhiếp cửu la chợt nhớ tới nét mặt viêm thác khi nghe tin hứa an ni đã mang thai hối ở an dương. khi ấy cô chỉ cảm thấy hứa an ni là một cô gái xa lạ đáng thương, chẳng có liên quan gì đến mình. nhưng viêm thác thì đã tính tới chuyện phải cứu cô ấy kiểu gì rồi. hai là viêm thác không phải kiểu người thầy mình sắp chết thì sẽ kéo người khác chết chung. anh ta là kiểu người dù mình mắc bẫy và không thể thoát ra được cũng vẫn đấy người khác lên trên. Thế nên nếu bị phát hiện, anh ta sẽ không làm liên lụy đến người khác. Và nếu có chết thật, anh ta cũng sẽ hy vọng chỉ có mình mình chết, còn những người khác vẫn được cứu ra. Im lặng một lúc lâu, hình thâm mới lên tiếng, a la, em đánh giá cao anh ta thế. nhấp cửu la cụp mắt, đây không phải đánh giá mà chỉ là lời trần thuật thôi. Hình thâm hỏi, vậy theo em anh ta chết chưa? Nhếp cửu la giật mình, đây là điều cô không phân tích nổi cũng chẳng dám nghĩ tới, anh thấy sao? Hình thâm do dự, với cách hành xử tàn ác như treo người chúng ta trước gió của bọn lâm hỉ nhu. anh cảm thấy bà ta sẽ không nương tay với kẻ phản bội mình đâu. Nếu anh ta chết thì chúng ta bó tay nhưng nếu còn sống, anh cảm thấy phải mau chóng hành động tóm được cu đất thì mới dễ trao đổi. Đúng là như vậy nhưng nhấp cửu la luôn cảm thấy làm vậy có gì đó nguy hiểm mà lúc này cô chưa nghĩ dù được. Cô bình tĩnh hơn chút, anh nhắn tin cho Lâm Hỷ Nhu bàn chuyện trao đổi con tin rồi. Thế bà ta đã trả lời chưa? Trả lời rồi, bà ta hỏi người giết Hàn Quán là ai và Trần Phúc còn sống nữa không? Hàn Quản, nhiếp cửu la cảm thấy bên tai toàn những tiếng ông ông nên những điều hình thâm nói sau đó cô chẳng nghe được gì. Hàn Quản là do viêm thác xử lý, cô nhờ viêm thác bảo đã đốt thì thể Hàn Quán và ném vào giếng rồi. Lâm Hỷ Nhu biết hàn quản đã chết nghĩa là thi thể đã được vớt lên. Cùng lúc ấy viêm thác lại mất liên lạc. Tay chân cô lạnh công, nếu vì việc này thì viêm thác tiêu rồi, tiêu hẳn rồi. Anh trả lời thế nào? Anh chưa trả lời, bọn họ hỏi được thì phải chờ được. Bà ta hỏi người giết hàn quán là ai và Trấn Phúc còn sống nữa không? Hỏi được như vậy nghĩa là Lâm Hỷ Nhu đã biết bọn Hàn quân gặp phải đội trùm khan nhưng cũng không lạ lắm vì chỉ cần xem thi thể Hàn quán sẽ biết anh ta chết trong tay đội trùm khăn. Ngày thứ bảy, giờ ăn sáng. Vừa vào phòng Lâm Linh đã phát hiện bầu không khí trong nhà ăn có gì đó không đúng. Lâm Hỷ Nhu và gấu đen đều ở nhưng bữa sáng trước mặt họ vẫn còn nguyên và một người có ánh mắt đáng sợ, một kẻ có nét mặt xấu hổ. Bầu không khí kỳ lạ thế này là có nguyên do cả. Ngay một tiếng trước bên hình thâm đã trả lời. Còn sống, chỉ xác nhận tình trạng của Trần Phúc chứ không nhắc tới chuyện người giết hàn quán là ai. Còn sống, xem ra tường Bách Xuyên không nói dối, con dao đỏ chỉ có thể giết củ đất một lần. Nhưng vấn đề lại quay trở lại, tại sao đội trùng khăn lại tìm được hàn quan và Trần Phúc? Gấu đen chợt nảy lên một ý tưởng, chị Lâm, trong tay bọn nó có châu châu mà người nhà chó không ngửi thấy chúng ta nhưng có khi nào châu châu. Nhạy cảm hơn không, vì dù sao cũng là đồng loại cả. Chính vì câu nói này của gã đã làm Lâm Hỷ Nhu Sa sầm mặt rồi nhìn gã với ánh mắt sắc như dao, còn gầu đen thì không dám hó hé gì thêm nữa. Lâm Linh e rè ngồi xuống bàn ăn với động tác rất nhẹ nhàng, kể cả lúc rót cà phê cho mình. Nhưng sự có mặt của cô vẫn khuấy động bã không khí cứng ngắc ấy cuối cùng lâm hỷ nhu cũng cầm lấy nĩa và gấu đen dường như đã thở phào nhặt một miếng khoai môn hấp lên ăn lâm linh tìm chuyện để nói di lâm mấy nay cháu chẳng thấy viêm thác đâu cả lâm hỷ nhu liếc xéo cô nhớ nó rồi à không phải nhưng mà cháu nhắn tin anh ấy chẳng trả lời trong khi trước kia có thể đâu với cả hôm qua cháu đi ăn cơm với lữ hiện anh ta bảo xe sửa xong rồi chuyện đâm xe này lâm hỉ nhu có nghe phùng mật nhắc tới rồi nhưng vì đang dây chuyện trong đầu lâm linh còn mang chuyện nhảm nhí này ra nói làm à càng bực hơn đàn ông con trai mà bon chen thế cả ngày chỉ biết tiếng thôi tiểu thác có thể quyệt tiền của cậu ta được a à? im lặng một lúc lâm linh mới hỏi nhỏ gì lâm mai cháu có thể đi xem cây bạch quả nổi tiếng với lữ hiện không lâm hỉ nhu không hiểu cây bạch quả nổi tiếng nào Lâm Linh vội vàng chia bức ảnh đã tải sẵn trong điện thoại ra cho Lâm Hỷ Nhu xem, cái cây này à? Nó ở ngay đến thờ quan âm ở khu trường An, Tây An thôi. Nghe nói cái cây này do chính tay đường Thái Tông Lý Thế Dân trống đấy à? Đã hơn 1.400 năm tuổi rồi. Đó đúng một cây bạch quả đã lên hàng cổ thủ, nếu chụp từ trên cao xuống lại càng to lớn hơn. Mà trên ảnh bạch quả đang vào độ vàng lá, cả cây như được mạ vàng nổi bần bật giữa thôn xóm thưa thớt và núi đổi xanh ngát xung quanh thảo nào nó có thể nổi tiếng ở trên mạng ở tây an thì chẳng khác nào ở ngay cửa nhà nên không có vấn đề gì cả lầm hỉ nhu ngâm nghĩ lá bạch quả chỉ vàng mùa thu thôi mà giờ sắp tết rồi chắc lá cũng rụng cá thì còn gì đẹp mà xem lâm lĩnh lùng tùng giải thích là thế này bây giờ bọn cháu thịnh hành kiều đến mỗi mùa lại ghé thăm một lần mọi người đều bảo cây bạch quả ấy đại biểu cho sự lâu dài nếu đôi nào ghé thăm đủ bốn mùa thì sẽ ở bên nhau mãi mãi và tình cảm cùng cũng tốt hơn mặt cô đỏ bừng vành tay nóng bỏng và lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi cô nói dối cô đang nói dối hình thâm bảo cô đến đó khi gọi cho hình thâm lần đầu cô căng thẳng tới mức nói năng lộn xộn có lẽ hình thâm cũng nhận ra tâm lý cô khá yếu nên đã bảo cô theo dõi weibo của một người có tên tước tước trà trà tiếp đó weibo này sẽ đăng ảnh về một điểm du lịch ở tây an cùng với thời gian chụp ảnh đã được chỉnh sửa đó chính là thời gian và địa điểm cô sẽ bị bắt cóc việc cô cần làm chỉ là đến đó đúng lúc thôi lâm hỉ nhu nhìn cô rốt cuộc cháu với lữ hiện có hợp không không hợp thì đôi đứa khác lằng nhà lăng nhăng Lâm lĩnh không dám ngẩng đầu vì sợ hề ngần đâu là sẽ bị phát hiện mình đang nói dối. Thì, ban đầu đúng là không có cảm giác gì nhưng tiếp xúc mấy lần hình như. Cũng tạm được. Gấu đen vui vẻ, tôi bảo rồi mà, tình cảm phải song hành với thời gian. Ấn tượng ban đầu chẳng nói lên điều gì đâu. Cô nghĩ mà xem thời xưa nam nữ có được gặp nhau trước khi cưới đâu nhưng vẫn đây đôi mặn nồng dây thôi. Lâm Linh nghĩ bụng, đó là anh không thấy được số lượng cặp đôi có kết cục bi thảm sau khi kết hôn cao gấp mấy lần những đôi mặn nồng thôi. Lâm Hỷ Nhu gật đầu dối, không nói thêm gì nữa. Tiến triển thuận lợi là được rồi. Lâm Linh cũng có thể coi là người do ả nuôi lớn. Nếu số phận đã định cô sẽ phải làm túi máu thì ả sẽ cố gắng để Lâm Linh được sống thoải mái nhất có thể. Nuôi cô bao nhiêu năm nay, cho ăn ngon mặc đẹp cũng coi là không tệ bạc với cô. Hơn nữa không có à thì chưa chắc trên đời này đã có lâm linh đâu. Viêm thác cảm thấy mình bị giam lòng. Bị nhốt suốt vài ngày liền. Đồng hồ sinh học của anh đã hỗn loạn và chẳng còn biết giờ giấc là gì nữa. Cửa số bịt kín không nhìn thấy ảnh mặt trời mà trong phòng lúc nào cũng sảng đèn bất kể trước khi anh ngủ hay sau khi tỉnh dậy. Bị nhốt càng lâu số lần ăn, uống, đi vệ sinh cũng càng nhiều. Nếu cứ chói cả tay chân sẽ rất phiền phức nên bọn họ đổi thành công tay xích chân với một đoạn xích ngắn ở giữa hai khuyên còng để anh có thể hoạt động trong biên độ nhỏ. Phòng ngủ tất nhiên cũng là phòng giam, vì cửa số đều được bịt kín bằng gạch, trên cửa có rào sắt chống trộm, còn trong phòng chỉ có mỗi đệm và chăn nên sống ở trong đó chẳng khác nào ngồi tù. Đồ ăn, đồ uống chỉ cần truyền qua rào sắt, nhưng lúc đi vệ sinh thì phiền phức hơn, cần có phùng mật ở bên. Chắc hẳn phùng mật được Lâm hỉ Nhu giao cho chức quản ngục nhưng cô ta không ở luôn tại đây vì điều kiện nơi này quá tệ. Viêm thác cảm thấy cô ta thuê một phòng ngắn hạn ở xung quanh, có khi còn ở ngay trong tòa nhà này nên mới có thể đến đây bất cứ khi nào như thế. Bốn gã đàn ông vạm vỡ lạ mặt chia làm hai ca trông chừng anh suốt 24 giờ. Viêm thác chưa gặp họ bao giờ nhưng anh cũng chẳng gặp được mấy đàn em của gấu đen nên việc này không có gì lạ cả. Có lẽ bốn người này đã được dặn dò trước nên chưa từng nói chuyện với anh mà chỉ tụ tập đánh bài, đổ xúc sắc hay xem video đã tải về điện thoại, dù cho anh có gợi chuyện với họ trong lúc buồn tề. Thỉnh thoảng gấu đen có tới. Viêm thác thích điều này vì mỗi khi gã tới, anh lại có thêm đãi ngộ. Ví dụ như có một lần gấu đen nói chuyện ở bên ngoài rào sắt với anh. Đến khi nói xong, gà bỗng dùng mình rồi quát, lạnh thế này thì sống sao được căn phòng này đã quá cũ nên không thể lắp điều hòa được thế là tối đó trong phòng khách có thêm một chiếc quạt máy thổi vù vù vào phòng giam của anh mới đầu viêm thác còn sung sướng nhưng sau này lại khó chịu anh không muốn bọn họ đối xử tử tế với mình mà càng mong họ độc ác tàn nhẫn đều cáng có vậy thì lưỡi dao báo thù của anh mới không quá nặng nề thật ra lúc vùng mật đến cũng khá tốt vì cô ta sẽ kéo đệm hương bổ ra cạnh cửa rồi ngồi khoanh chân ở đó nói chuyện với anh. Chẳng rõ có phải ảo giác của viêm thác không mà từ sau khi bảo không thích với cô ta, anh nhận thấy phùng mật nói ít hơn trước kia và cũng bớt nói mấy lời khiến người ta phản cảm. Có lần đang nói về việc căn phòng này ở tầng 1 nên hay ẩm ướt, phùng mật bỗng thở dài, hỏi anh, viêm thác, em trẻ trung, xinh đẹp và có nhiều người thích như thế, tại sao anh lại không thích chứ? viêm thác đáp cô trẻ trung xinh đẹp và có nhiều người thích thì cơ gì cân có tôi thích cô phùng mật nhìn anh mãi mới nói người thích em đều muốn lên giường với em rồi thôi nhưng em luôn cảm thấy nếu anh thích em thì sẽ không phải kiểu thích để lên giường mà là một kiểu thích khác kiểu thích khác là kiểu thích gì thì bản thân cô ta cũng không rõ cô ta nói nếu em là người có phải anh sẽ thích em không cô ta rất dám nói có lẽ là vì chẳng coi mấy gà to con phía sau ra gì hoặc cảm thấy bọn họ sẽ chẳng hiểu được. Viêm thác không đáp lại. Trong ống tay áo bên phải của anh có xiên một cây kim. Trong túi áo bên trái có một môi sao dây màu vàng đã bẹp dí. Trong môi sao ấy có một đóa hoa mai. Chắc nhiếp cửu la biết anh gặp nạn rồi nhỉ. Cô sẽ lo lắng cho anh chứ. Chỉ có mình lâm hỉ nhu là chưa từng tới. Viêm thác có một trực giác khi Lâm Hỉ Nhu tới, kết cục của anh sẽ được xác định. chương 94 Gần nửa tháng sau khi viêm thác bị nhốt ở đây, Lâm Hỷ Nhu mới đến lần nữa. Trước đó đã có 5-6 ngày gầu đen không đến nữa, chỉ mỗi phùng mật là vẫn làm đúng nhiệm vụ của mình nhưng trong nét mặt có gì đó khác lạ. Lúc nói chuyện với anh, cô ta rất cảnh giác và thỉnh thoảng lại vảnh tay nghe ngóng động tình bên ngoài như sói. Viêm thác nghỉ ngờ bên hình thâm đã hành động nhưng anh không dám hỏi và càng chẳng dám dẫn câu chuyện về bên ấy. Anh nên không biết gì cả. Hôm đó đang nói chuyện qua rào sát với anh, phùng mật bồng ghé lại gắn mặt anh, viêm thác, anh mọc dâu kia. Viêm thác cười diễu, giờ cô mới nhận thấy à? Cũng chẳng ai mang dao cạo dâu đến cho tôi, hỏi mượn mấy ông anh kia thì họ làm ngơ. Phùng mật cười khanh khách, ai dám cho anh mượn lưỡi lam chứ? Không sao, để em cạo cho anh. Cô ta mở khóa cửa cho anh ra phòng khách ngồi. Vì không có bọt cạo dâu, cô ta dùng tạm bọt xà phòng rồi lấy con dao gấp của mình ra cẩn thận cạo cho anh. Thấy mới mẻ và không tin có thể dạo dâu bằng dao, hai gã đang trực cũng mò vào xem. Còn chỉ trò bảo phùng mật nhẹ tay thôi không là rách một miếng da mắt. Có một thoáng viêm thác nghĩ tới chuyện cướp dao nhưng rồi lại thôi. Anh chưa thấy phùng mật đánh đầm bao giờ dù mới làm việc cô ta đã than mệt và chẳng chạy kịp anh nhưng không có nghĩa cô ta không biết đánh nhau đây cũng là lý do vì sao anh đề nghị hình thâm cố gắng đánh lén bằng các thiết bị giật điện khi hành động cây giá của việc bắt tay không rất cao và tỷ lệ thất bại cùng lớn đây lại chẳng phải cuộc tỷ thì nên đâu cần chiêu thức đàng hoàng với cả con dao gấp này quá nhỏ anh có khống chế được vùng mật thì còn hai gã bên cạnh và cả hai gã đang ngủ ở phòng bên cơ mà thêm nữa anh đang bị còng tay không thể nào phát huy hết sức lực được. Thế là anh vẫn cứ ngồi im. Sau khi cạo xong, Phùng Mật hài lòng nhìn trái nhìn phải rồi hỏi hai người kia, có gương không? Cho anh ấy xem thành quả. Một người trong đó ngập ngừng, chúng tôi là đàn ông, ai lại mang theo gương? Một người khác thông minh hơn, soi bằng điện thoại đi, bật camera trước thì cũng như soi gương mà. Đang nói bên ngoài bồng có tiếng bước chân tiếp đó là tiếng chìa khóa cầm vào ố và cuối cùng là tiếng mở cửa. Người đứng ngoài cửa là Lâm Hỷ Nhu và Gấu Đen. Mặt Lâm Hỷ Nhu tái nhợt, ánh mắt cùng đấy mệt mỏi. Chỉ vài hôm không gặp mà ả tiểu tụy đi nhiều. Ả à, đi vào phòng rồi nói, người không liên quan đi hết ra ngoài. Gấu đen vội đuổi người hai cậu gọi hai thằng kia dậy rồi cút ra ngoài. Cút xa vào. Bốn người cả tỉnh táo lẫn nửa tỉnh nửa mơ đều biến thật xa trong phòng chỉ còn mỗi lâm hỉ nhu gấu đen phùng mật và viêm thác ngồi trên ghế viêm thác cảm thấy không ổn lắm vì lần trước dù lâm hỉ nhu trở mặt thì gấu đen vẫn còn khách sáo nhưng lần này đến ánh mắt gấu đen cũng lạnh hẳn đi anh cười bất an gì lâm lâm hỉ nhu cũng cười rồi đột nhiên ả giơ tay tát thẳng vào mặt anh cải tát này rất mạnh cũng là lần đầu tiên trong đời viêm thác biết sức của lâm hỉ nhu lớn thế nào anh cảm thấy đầu mình choáng váng rồi cả người cả ghé ngã nhào xuống đất do chiếc ghế vốn không thăng bằng anh mở to mắt trông thấy đôi giày cao gót với phân bên gắn những sợi tua khảm kim cương của lâm hỷ nhu chắc chắn khi đi dưới ánh mặt trời sẽ rất đẹp vì có những tia sáng lấp lánh xung quanh tựa như gần cả ánh mặt trời vào mất cả phùng mật sửng sốt và chẳng hiểu gì nhưng vẫn lùi lại sau để tránh đứng gắn quả làm tăng thêm sự vướng víu lâm hỷ nhu nói kéo dậy Gấu đen bước tới kéo cả người viêm thác lẫn ghế lên. Sau cú ngã vừa rồi chiếc ghế càng méo hơn nên khi anh ngồi lên nó cứ run giấy như sắp đó tới nơi. Viêm thác ngẩng đầu, di lâm, di. Mà anh lại trúng một đòn, lần này thay vì bàn tay ta có thể nói là nắm đấm. Anh lại ngã xuống đất lần nữa, mũi bắt đầu chảy máu, dòng máu ấm áp chảy qua nhân trung rồi tới khóe miệng. Lâm hỉ nhu ngồi xổm xuống trước mặt anh. Tuy à nói bằng giọng rất nhẹ, nhưng từ sau khi bị đánh, tay anh cứ ủ đi, khiến từng con chữ đều như những hạt mưa đánh xuống. Lâm Linh mất tích rồi, Viêm Thác. Không chỉ Lâm Linh mà mấy người khác bên tao cũng mất tích. Mày biết việc này không? Trong lòng Viêm Thác sinh ra một sự sung sướng. Hình thâm làm được rồi. Quả nhiên người có đầy đủ nhân lực sẽ khác hẳn. Anh cười hưởng. Dì Lâm, cháu không biết gì đang nói gì cả. Lâm Hỷ Nhu giơ tay túm tóc anh, kéo đầu anh lên rồi nghiến từng chữ một, tao nói Lâm Linh mất tích rồi. Mấy người bên tao cũng mất tích y như Hàn Quán và Trân Phúc vậy. Việc này mày có biết không? Máu mũi chảy vào miệng mang theo mùi tanh nóng lại khiến viêm thác bình tĩnh. Cháu không biết, cháu vẫn luôn ở đây. Còn chưa dứt lời Lâm Hỷ Nhu đã tóm chặt đầu anh đập mạnh xuống đất. Viêm thác cảm thấy mọi bộ phận trong đầu đều lệch chỗ, Nơi cổ họng sộc lên đủ thứ mùi khiến anh buồn nôn. Anh khó chịu tê độ không mở nổi mắt, miệng phải há to để thở và giọng nói cứ đứt quãng, "Dì Lâm, cháu ở đây. Rất lâu rồi, chuyện ngoài đó, cháu thật sự không biết." Lâm Hỉ ngu cười lạnh, "Vậy à? Thế sao Lâm Linh lại mất tích?" Viêm Thác cố gắng nói ra, "Hôm cháu bị mang đến đây, cô ấy vẫn ở nhà mà, sau này mất tích thì sao, dì lại hỏi cháu?" nếu Lâm Linh đã thoát được rồi thì cứ đấy hết tội cho cô ấy đi, đãng nào cũng không có chứng cứ. Lâm Hỷ Nhu cười quải dị, ý mày là Lâm Linh tự biến mất hả? Viêm thác cố gắng mở to đôi mắt mơ hồ để nhìn gương mặt vô cùng xa lạ của Lâm Hỷ Nhu. Cháu không biết. Cháu không, không để ý cô ấy lắm. Cô ấy luôn lầm lì. Cháu còn chẳng biết bình thường cô ấy hay làm gì. Nhưng, trước kia cô ấy cũng trốn đi đó thôi. Có lẽ gì đi tìm. Là sẽ tìm được thôi. Tìm được à? Lâm Hỷ Nhu cảm thấy hoang đường đến nực cười. Đúng vậy. Tao cũng không để ý nó. Nó như một món đồ trang trí thì ai thèm quan tâm món đồ trang trí nghĩ gì, làm gì chứ. Cho nên là nó lên kế hoạch tự chảy, đúng không? Được, không nói tới Lâm Linh nữa. Thế người bên tao đâu? Tại sao lại mất tích? Viêm thác cười khổ. Dì Lâm, người bên dì, cháu chỉ gặp mỗi hàn quản. Trần Phúc trên ảnh và bọn Dương Trinh ở nông trường, chứ có gặp được ai nữa đâu. Lâm Hỷ Nhu nói, không phải bọn họ. Viêm Thác cười thầm, không phải bọn họ. Người cháu chưa từng gặp mất tích cũng có thể là tại cháu ư. Phùng Mật cũng cảm thấy cuộc trò chuyện này quả kỳ quặc nhưng vừa định nói chuyện thì đã thấy gâu đen nhìn Minh. Ánh mắt đó của gã như nhắc nhở cô ta đừng nhiều chuyện. Phùng Mật nuốt những câu định nói lại bởi cô ta biết Lâm Hỷ Nhu sẽ không làm việc gì vô cớ. Chắc chắn phải có lý do. Lâm Hỷ Nhu gật đầu, mày nói rất phải, rất có lý, cũng rất hợp tình hợp lý như lần trước vậy. Nói rồi à chìa tay ra với gấu đen, khăn giấy. Gấu đen không có thói quen mang theo khăn giấy nên cử sở soạn mài. Cuối cùng là Phùng Mật phản ứng nhanh hơn nên đã rút một tờ từ gói khăn giấy trên mặt đất rồi đưa cho Lâm Hỷ Nhu lâm hỉ nhu cấm khăn giấy lau máu trên mặt cho viêm thác lâm hỉ nhu cảm thấy hoang đường đến nực cười đúng vậy tao cũng không để ý nó nó như một món đồ trang trí thì ai thèm quan tâm món đồ trang trí nghĩ gì làm gì chứ cho nên là nó lên kế hoạch tự chảy đúng không được không nói tới lâm linh nữa thế người bên tao đâu tại sao lại mất tích viêm thác cười khổ dì lâm người bên gì cháu chỉ gặp mỗi Hàn Quản, Trần Phúc trên ảnh và bọn Dương Trinh ở nông trường, chứ có gặp được ai nữa đâu. Lâm hỉ Ngu nói, không phải bọn họ. Viêm Thác cười thầm, không phải bọn họ, người cháu chưa từng gặp mất tích cũng có thể là tại cháu ư. Phùng Mật cũng cảm thấy cuộc trò chuyện này quá kỳ quặc nhưng vừa định nói chuyện thì đã thấy gâu đen nhìn Minh. Ánh mắt đó của gã như nhắc nhở cô ta đừng nhiều chuyện. Phùng Mật nuốt những câu định nói lại bởi cô ta biết Lâm Hỷ Nhu sẽ không làm việc gì vô cớ. Chắc chắn phải có lý do. Lâm Hỷ Nhu gật đầu, mày nói rất phải, rất có lý, cũng rất hợp tình hợp lý như lần trước vậy. Nói rồi à chìa tay ra với gấu đen, khăn giấy. Gấu đen không có thói quen mang theo khăn giấy nên cử sở soạn mai. Cuối cùng là Phùng Mật phản ứng nhanh hơn nên đã rút một tờ từ gói khăn giấy trên mặt đất rồi đưa cho Lâm Hỷ Nhu lâm hỉ nhu cầm khăn giấy lau máu trên mặt cho viêm thác giọng ả à cũng dịu hơn vậy là gì lâm xúc động hiểu lầm cháu đúng không giọng điệu không đúng lắm này đã khiến viêm thác sờn gai ốc di lâm lâm hỉ nhu cười ha ha rồi vo tròn tờ khăn giấy trong lòng bàn tay viêm thác mày lừa tao hay lắm nhưng tao cũng phải bội phục trình độ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chưa đến phút cuối nhất định không khai của mày chỉ cần tao không chia được chứng cứ ra là mày vẫn sẽ khăng khăng việc này không liên quan đến mày đúng không? Viêm thắc họ khẽ trong khi bàn tay lần tới bên ông áo. Đúng vậy, không có chứng cứ thì sao anh phải nhận tội? Cứ phủ nhận thì anh còn có thể sống sót. Lâm hỉ ngu nói, bên răng cửa nói chuyện trao đổi con tin với tao. Bọn nó muốn đổi người của tao từ chân phúc đến những người mới mất tích gần đây và cả Lâm Linh nữa để lấy đám tưởng bách xuyên, giao điên và cả may cơ thể đang căng thẳng của viêm thác bỗng thả lỏng. Anh nhắm mắt lại, giọng lâm hỉ nhu càng thêm dịu dàng, tao ngạc nhiên lắm đấy. Không ngờ lại muốn đổi lấy mày, viêm thác, mày có một đám bạn tốt thể từ bao giờ vậy? Mày biết tao trả lời bọn nó thế nào không? À, cúi đầu cười khanh khách rồi đứng dậy. Tao bảo bọn tường bách xuyên và giao điên thì ở chỗ tao và vẫn còn sống thật. Nhưng viêm thác thì tao chẳng biết đi đâu rồi. Chỉnh tao cũng đang tìm kiếm viêm thác sửng sốt ngẩng đầu nhìn ả à. lầm hỉ nhu mỉm cười tao học mày đó mày biến mất rồi vĩnh viễn không tìm về được nữa mà đám bạn của mày chẳng có bằng chứng thì làm sao có thể chứng minh việc mày mất tích có liên quan đến tao được ả giơ tay ấn chặt ngực mình tao không biết nữa con nuôi tao mất tích mãi mãi tao cũng buồn lắm đó viêm thác nghiến chặt răng rồi đột nhiên hét lên và giơ tay lên với tất cả sức lực trong người Gấu đen kêu lên, chị Lâm cẩn thận. Sự việc xảy ra quá đột nhiên nên gấu đen chẳng kịp suy nghĩ gì cả, chỉ biết kéo vội cổ áo Lâm Hỷ Nhu về sau, đồng thời giơ chân đá viêm thác. Lâm Hỷ Nhu ngã ngồi xuống đất, miệng thở hồn hển vì phần cổ bị siết chặt. Tuy đã chậm một bước nhưng vẫn còn đáng mừng, dưới mi mắt ả à, có một cây kim đã xiên vào một nửa, nửa còn lại đang run dày giữa không trung. Thật nguy hiểm, suýt chút nữa cây kim này đã xiên trùng mắt ả dối tuy có thể mọc lại được nhưng đâu ai muốn bị mù mắt chứ viêm thác bị đá bay vào tường rồi lại lăn vòng trên đất nhưng lạ lùng thay lòng anh rất lặng mà bản thân anh cũng nằm im ở đó nhìn trần nhà gì nước mốc meo làm nghĩa là làm con người phải biết thừa nhận thất bại anh cũng không thua thảm lắm mà ít nhất lâm linh đã trốn được rồi từ nay hứa an ni cũng đã an toàn Lâm Hỉ Nhu xuất hiện trên cõi đời với đôi chân dẫm lên lũy hài cốt, có lẽ cả gia đình anh ốm bố anh, mẹ anh, Tâm Tâm và chính anh đều có số phận định sẵn sẽ trở thành một bộ xương khô. So với những người khác, anh có thể coi là một bộ xương khô tương đối tốt đẹp vì đã làm giấy lên một cơn xong. Viêm Thác cười rộ rồi nói, "Gì giết cháu đi." Trong phòng tĩnh lặng như tờ, Lâm Hỉ Nhu giơ tay rút kim và nhìn nó thật kỹ mới đầu ả à định vứt nhưng sau lại gần nó vào cổ áo khoác chiếc kim này á à muốn thuê người thợ tốt nhất làm thành kim cài áo gắn ngọc trai kim cương cho mình để luôn đeo ở trên người lấy làm điều răn không phải đồng loại ắt co mưu đồ a à nói giết mày bằng một nhát dao một viên đạn cho mày ra đi thanh thân ư thế chẳng phải may mắn cho mày quá à vậy thì mày đâu thấy được tạo lật ngược tình thế và nghiền nát đảm bản của mày thế nào khi ấy niềm vui của tao không thể san sẻ với ai cả, có phải buồn lắm không? Nói đến đây à nhìn gấu đen, mở cửa. Gấu đen sừng sốt, hả? Mở cửa à? Lầm hỉ nhu lạnh lùng, trong hành lang có người đâu, sợ cái gì? Do dự một lát, gấu đen mở cửa ra. Lầm hỉ nhu đi tới bên cạnh viêm thác rồi đá nhẹ chán anh với tư thế nhìn từ trên cao xuống. Nhìn đi, ngẩn đầu lên, nhìn ngoài kia kia. Viêm thác ngừng đầu lên. Hóa ra đang là ban ngày, thế mà anh cứ ngỡ là ban đêm. Trong con hành lang dai và nhỏ hẹp bên ngoài có chút ánh sáng mỏng manh nhưng phía ngoài cũng có một mảng trắng lạnh lẽo, không hề mãnh liệt và thường thấy trong mùa đông. Lâm Hỷ Nhu nói, trân trọng thời khắc này đi, nhìn được bao nhiêu thì nhìn. Đây là lần cuối cùng mày được trông thấy ảnh mặt trời trong cuộc đời này đây. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 95 khi viêm thác tỉnh dậy lần nữa anh đã chẳng biết mình đang ở đâu chỉ biết rằng nơi đây vừa lạnh vừa tối và có một mặt đất gồ ghề thấy rõ vì mới bị đánh trong miệng anh toàn mùi máu tanh và không một chỗ nào trên người là không đau nhức đầu óc nặng nề do thuốc chưa hết tác dụng nên anh chỉ có chống người ngồi dậy chứ chưa vội đứng lên ngay hôm đó sau khi bị lộ tẩy anh đã khai hết tất cả mà cũng chỉ có thể khai hết nếu giấu diếm, Lâm Hỷ Nhu sẽ đi điều tra tiếp và nhờ đâu lại tìm ra được ai khác nên anh chỉ có thể ôm hết tội vào mình dù là những việc không phải anh làm. Có vậy những người khác mới an toàn được đăng nào anh cũng ngã ngựa rồi. Vậy thì ngã hẳn luôn đi. Anh nói vì cuốn nhật ký của mẹ, anh đã lên kế hoạch từ trước đó rất lâu. Anh nói danh sách của đất đó đã ăn trộm được từ lâu nhưng khi ấy còn không hiểu biết gì. Tuy vậy anh có thừa sự kiên nhẫn để chờ chờ đợi một ngày hiểu hết tất cả. Anh nói mình luôn giả vờ muốn nhập bọn để lấy được sự tin tưởng của bọn họ và dễ dàng tìm hiểu thông tin hơn. Anh nói sau khi bị răng cửa bắt đi và biết lại lịch của họ, anh đã phản bội rồi. Những việc sau đó đều là dựng lên cho Lâm Hỷ Nhu xem để có thể thực hiện kế hoạch lần này vẹn toàn cả trong ngoài. Tổng kết lại là không cần phải mất công điều tra vì tất cả đều là tôi làm. Tôi chỉ biết mỗi hình thâm chứ chẳng biết tới những người khác bên đó. Bọn hình thâm ở đâu thì tôi không biết, mà dù có biết thì chẳng lẽ họ không biết đường đổi chỗ sau khi mất liên lạc với tôi à? Anh nhớ khi ấy lâm hỉ ngu tức tới nỗi mặt mùi tái mét, còn gấu đen thi lao tới cho anh một củ đấm. Rồi đến khi tỉnh dậy anh đã ở nơi đây. Xung quanh không có âm thanh, anh không nghe thấy bất cứ tiếng gì cả. Anh giơ ngón tay lên trước mặt mà chẳng nhìn thấy động tác lắc lư trước kia người ta hay bảo đôi mắt thích ứng với bóng tối là do trong bóng tối vẫn còn xen lẫn chút ánh sáng. Nhưng ở đây chẳng có tí ánh sáng nào. Viêm thác lần mò quanh người, vẫn là bộ đồ với chiếc túi trống không chỉ có mỗi ngôi sao và bông hoa mai giấu bên trong mà anh mặc trước khi ngất xỉu chắc bọn gầu đen đã móc hết đó trong túi anh ra rồi nhưng lại chẳng thèm để ý tới ngôi sao đã bẹp dí này vì nó có màu vàng kim nhàn nhạt hệt như vỏ keo theo những gì cảm nhận được từ đôi tay, viêm thác bóp các cạnh môi sao về vị trí cũ để nó lại trở thành một môi sao béo tròn. Sau đó anh cẩn thận bỏ môi sao vào túi áo và lão đảo đứng dậy. Chọn một hưởng bất kỳ, anh giơ hai tay lên trước sờ soạn rồi vừa đếm vừa đi. Khi đi tới bước thứ 11, anh sờ thấy vách hang đá vững chải và lầm trờm. Hang đá à, hang đá trong núi anh lại lấy chỗ vừa chạm tới làm điểm khởi đầu rồi cẩn thận mò mẫm sang bên cạnh cũng với biện pháp vừa đi vừa đếm. Đi tới bước thứ 18, vách hang đá biến mất và anh sờ được thanh sắt của hàng rào. Thanh sắt ấy rất to nên khi anh lắc thử thì nó chẳng hề nhúc nhích, chỉ có những vụn di sắt bên trên rơi xuống. Tất nhiên không chỉ có một thanh sắt đó mà còn nhiều hơn nữa với khoảng cách giữa các thanh chỉ nhỏ đủ để anh thỏ cánh tay vào. Anh đếm từng thanh một và phát hiện chỗ thanh sắt thứ 27 chắc là cửa vì bên trên có một chiếc khóa dây xích rất cũ được quấn rất nhiều vòng với những mắt xích lớn trưng mon cái và một ổ khóa nặng như nửa viên gạch to. Xích và ổ khóa vẫn còn rất mới. Sau thanh sắt thứ 32 thì lại là vách đá. Viêm thác đã mường tượng được đây là một nhà tù xây sát theo hang đá, bị hàng rào và cửa cắt thành hình bán nguyên anh lại đi từ vách hang đá này vào trong để đo lường độ rộng của cả hang. Nhưng ngờ đâu lần này mới đi được 7, 8 bước, chân anh đã đã phải một thứ gì đó. Viêm thác vội vàng lùi lại mấy bước trong khi tóc gáy dựng đứng lên và con tim đập thình thịch liên hồi. Một lúc lâu sau anh mới bình tĩnh lại được. Nghĩ kỹ lại hình như thứ anh đá vào không phải người mà là một chiếc túi mềm. Đằng nào cũng phải chung phòng, có tròn cũng không trốn được nên viêm thác lại bước tới và sửa soạn đúng là một chiếc túi nilo to thật viêm thác kéo khóa rồi thò tay vào thứ đầu tiên anh sờ thấy là một chiếc chăn đúng thế chắc chắn là chăn vì nó mềm và có độ dày vừa phải viêm thác kéo chăn ra và tiếp tục thò tay vào sau đó anh mò được một chiếc đèn pin với phần thân rất mảnh đây là loại đèn pin chỉ dùng một viên pin anh bám thử công tắc không ngờ đèn vẫn sáng được. Viêm Thác vui mừng đánh giá xung quanh trong ánh sáng ấy. Những suy đoán trước đó của anh đều chẳng sai, đây đúng là một hang động có hình dạng tổng thể hơi giống quả cà tím. Phần eo cà tím bị ngăn cách bởi hàng rào sắt, khiến diện tích nhà giam này nằm vào khoảng 70, 80 m vuông. Cửa hang nằm ở cuống cà tím rất nhỏ và hẹp chỉ chứa được hai người đi ngang hàng. Mà phía cửa hang đen nhánh, chẳng thể biết được bên ngoài là cái gì. Ở nơi anh chưa mò tới trong nhà giam có một cái hố khá dài. Viêm thác đi tới cạnh chiếc hố có độ sâu đến cẳng chân và độ rộng thừa cho hai người năm này. Chắc hẳn cải hố này là tác phẩm của tự nhiên vì hình dạng của nó chẳng giống thứ gì cả. Đây là, giường à, nhưng nằm vào đấy có khác gì nằm trong quan tài đâu. Viêm thác soi đèn pin xuống hố rồi chợt soi thấy một trang giấy trong góc khuất. Chấn chưa một thoáng, anh giơ tay với lây trang giấy đó, nó đã hơi mục nát rồi nhưng có lẽ vì hoàn cảnh xung quanh khá ổn định nên chưa tới mức nát tương. Viêm thác cẩn thận mở tờ giấy ra. Nằm ngoài dự tính của anh, đây không phải tớ dây mà là tờ 100 tệ. May sao viêm thác sinh ở thập niên 90 nên vẫn biết loại tiến này. Tiền mọi người dùng hiện giờ là phiên bản thứ năm được phát hành kể từ ngày dựng nước. Còn tờ tiên anh đang câm là bản thử tư với một mặt là hình bồn đâu người và mặt còn lại là hình núi tỉnh cương. Trên tờ tiền vẫn còn con số 1990MM, chắc hẳn đây không phải thứ lâm hỉ nhu để lại cho anh mà là của người từng ở đây vứt lại. Tiếp đó anh quay về xem túi nhựa nhưng bên trong chẳng còn gì nữa. Bỗng dưng thấy hơi khát, viêm thác nuốt nước bọt và liếm đôi môi khô rồi mới soi đèn pin về phía cửa hang ở cuốn quả cà tím, đồng thời gọi to, có ai không? Nói thật trước khi gọi anh không sợ mấy đâu nhưng gọi xong, gai ốc trên người nổi hết dậy. Tiếng vọng ở đây rất lạ. Nó bay từ từ ngược lại tay anh với vẻ xa lạ chẳng giống giọng anh mà như giọng ai khác đang chất vấn, "Có ai không?" Chắc chắn là có người, Lầm Hỉ Nhu đưa anh đến đây thì không thể có chuyện không nói năng gì được. Với lại ả đã bảo muốn anh sống để chứng kiến ả lật ngược ván cờ đó thôi. Vậy lẽ nào lại ném anh ở đây cho chết đói? Quả nhiên lát sau, bên ngoài có tiếng sột soạt vọng tới. Đợi thêm lúc nữa một cột sáng trôi lóa quét vào cuống cả tím viêm thác vội vàng tắt đèn pin hiện giờ chăn và đèn pin đều là đồ đạc duy nhất của anh nên phải tiết kiệm người vào đầu là gấu đen cùng chiếc túi trong tay gà đi thẳng tới bên nhà tù và ném túi về phía cửa đồ ăn của mày trong khoảng thời gian này ăn đờ thôi viêm thác nhìn chiếc túi bên ngoài rào sắt mấy ngày đưa một lần gấu đen rừng dưng không cố định nhưng yên tâm không để mày chết đói đâu. Viêm thác im lặng ngồi xổm xuống mở miệng túi ra. Bảy tám chiếc bánh bao chay, bốn năm túi nước tầm 350ml. Cũng đủ rồi mà người bị nhốt chẳng thể đòi hỏi gì nhiều hơn. Dùng rẻ chốt vậy. Viêm thác đứng dậy cười, đồ ăn vẫn còn khá. Thấy anh vẫn còn mạnh miệng, gấu đen tức điên người giảm bẹp vào chiếc túi khiến ít nhất là hai túi nước bị vỡ. Rồi gã nói, viêm thác, rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay là do mày tự chuốc lấy. Viêm thác đau lòng nhìn chiếc túi, may quả, túi nước ở trong vỡ nhưng túi bên ngoài không rách và nước vẫn còn nguyên ở trong nên lát nữa anh có thể uống qua chiếc túi to. Người vào thứ hai là Lâm Hỷ Nhu. Chắc chắn bên ngoài đã rất lạnh vì Lâm Hỷ Nhu đã khoác chiếc áo lông vũ dày cộp dài đến đầu gối. Muốn biết thời tiết có lạnh hay không thì phải nhìn cách ăn mặc của ả à, chứ không thể xem gấu đen cái tên có thể mặc áo cộc tay giữa trời đông được. Đi thẳng tới trước hàng rào sắt, Lâm Hỷ Nhu mới dừng lại. Nét mặt ả à cũng lạnh tanh y như gấu đen, chẳng qua dưới mí mặt có thêm một chấm nhỏ màu đỏ. Vết thương nhỏ thế chắc vài hôm là khói. Tiếc ghê, đòn tấn công cuối cùng của anh lại chỉ có thể tạo thành một chấm còn con trên người ả. À đã chờ mặt rồi thì khi gặp lại, Viêm Thác thấy thoải mái hơn nhiều với lập trường do ràng. anh nhìn quanh hang động, Dì Lâm, đây là đâu thế? Lâm Hỉ nhu hờ hững, đừng quan tâm đây là đâu, có mà yêu nơi này đi, nơi mà mày phải sống cả đời đấy. Địa điểm dưỡng lão của anh thật chẳng ra làm sao, Viêm Thác cố gắng không nghĩ nhiều và quyết định hỏi cho đà nhân lúc Lâm Hỉ nhu Giang ở đây, Dì Lâm, Châu Châu là con gì à? Lâm Hỉ Nhu nhìn gấu đen rồi cảm khái, thấy chưa? Đến lúc này rồi nó vẫn còn nhớ chuyện hỏi thăm tin tức cơ đấy. Viêm Thác nói, đã tới nước này rồi thì để cháu làm ma sáng mắt đi. Cháu đã gặp Châu Châu rồi, nó rất gầy và nhỏ, lúc đứng thẳng chỉ như đứa trẻ con 8 tuổi thôi. Anh nhận thấy con người của Lâm Hỉ Nhu hơi co lại nhưng vỡ như không hay biết. Nhưng dù là ai trông thấy nó no cũng chỉ nghĩ là con vật thôi. Dì Lâm ngoại hình hai người khác biệt lớn thật đấy. cháu chẳng nghĩ ra được gì làm thế nào để biến từ động vật thành người nữa. bằng túi máu à? lầm hỉ nhu bình tĩnh nhìn anh một lúc rồi chợt cười như điên giải từ động vật thành người. viêm thác đừng bảo mày nghe đám con cháu cho chết của đội trùm khăn nói lung tung rồi cho rằng củ đất là thú hoang nhé. thoáng ngẫm nghĩ chính là tự bổ sung chẳng trách bọn mày có câu thành ngữ là cắt câu lấy nghĩa đội trùng khăn chỉ là kẻ đọc nữa trang sách thì biết cái quái gì từ động vật thành người ai biến từ động vật thành người có phải động vật tu luyện thành tỉnh dâu tao có thể biến thành người vì tao vốn là người viêm thác ngơ ngác gì la người ở đâu lầm hỉ nhu cười mỉa mai mày chơi với đội trùng khăn mà chúng nó không nói cho mày biết câu vào khe hắc bạch củ thành ma người người thành ma củ à tìm viêm thác đập thình thịch Nhếp cửu la chưa nói câu này mà chỉ nhắc tới lời gian không vào khe hắc bạch của đội trùm khăn thôi. Tuy vậy, Trần Phúc đã từng nói mà đến giờ anh vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của câu nói là gì. Giọng lâm hỉ nhu mang theo sự trào phúng, củ đất chỉ là biệt danh bọn mày đặt cho bọn tao thôi. Người củ lấy khe hắc bạch làm danh giới, mày biết vì sao lại gọi là khe hắc bạch không? Đen trắng, đen trắng, một bên là đêm dài triền miên, một bên có ban ngày không vào khe hắc bạch nghĩa là người không nên vào mà củ cũng chẳng nên tới. Nhưng dù là bên nào cũng có lúc bí qua hóa liều chứ. Trong mắt con người, củ đất đến khe hắc bạch là ma quỷ thì trong mắt cú đất, con người vào khe hắc bạch cũng là ác quỷ thôi. Bọn tao là thú hoang à? Thế mày tưởng con người vào khe hắc bạch thì đẹp được đến đâu? Đầu viêm thác như muốn nổ tung, gì bỏ em gái cháu ở khe đen trăng à? lầm hỉ nhu mỉm cười gật đầu, Đúng thế, mày biết cũng nhiều dãy nhỉ? Mày từng gặp Châu Châu thì cũng nên biết Châu Châu trông thế nào, em gái mày tương tự như vậy. Ở trong khe hắc bạch, nó chỉ là một con thú hoang ăn thịt sống, uống máu tươi thôi. Nhiếp Cửu La giật mình tỉnh giấc. Khi trông thấy xung quanh tối om, cô biết là mình tỉnh dậy sớm, nhưng vì sao lại giật mình tỉnh giác và mơ thấy gì thì cô đã quên sạch. Cô chỉ có chút cảm giác quen thuộc với cảnh tượng trong giấc mơ vừa rồi bỗng dưng thấy trong lòng vui vẻ, cô chống tay đứng dậy rồi bước luôn ra mở cửa mà chẳng buồn so dây. Ngoài phòng ngủ là phòng làm việc, cũng như bao ngày, khi không có ánh sáng những bức tượng điêu khắc với các tư thế khác nhau chỉ còn là một đám bóng đen khiến người ta hoảng sợ. Nhếp cửu la bật công tắc đèn. Ánh đèn sáng ngời tỏa xuống làm những bóng đen xung quanh khoác vội lên người lớp da thật. Nhưng không có ai trong phòng cả. Sofa trống không, trước bàn làm việc cũng trống không, căn phòng vẫn y dạng như trước khi cô đi ngủ. nhiếp cứu là đứng được ra đó một lúc rồi tắt đèn. Viêm thác mất tích mấy ngày rồi. Lần hành động đó của hình thâm khiến lâm hỉ nhu giật thót. A à, và cả bọn gấu đen đều bốc hơi khói khu nhà thường ở chỉ trong một đêm. Căn biệt thự giờ chỉ là một biệt thự bình thường nông trường cũng là một nông trường không có bất cứ bí mật gì ngay cả công ty là một tổ chức gồm nhiều bộ ngành cũng chỉ cần có người đứng ra quản lý thay hoặc còn người phụ trách các bộ ngành thì lãnh đạo có biến mất tạm thời cũng không ảnh hưởng mấy. Huống chỉ vốn dĩ lâm hỉ nhu toàn đầy cho viêm thác đến công ty thay mình. À không ở nhưng báo cáo vẫn được gửi đi như bình thường thi chuyện làm việc từ xa chẳng phải là vấn đề. Tới đây đã hơn 20 năm, chỉ riêng thị trấn nhỏ như Thạch Hà Lâm Hỷ Nhu đã có hai hang ổ thì chẳng biết nơi khác còn bao nhiêu. Chính cho nên họ chẳng biết phải tìm kiểu gì và bắt đầu từ đâu. Nhếp cửu la từng nghĩ tới biện pháp ngu mốc nhất là dò video giao thông và đã đi hỏi anh Thái anh Thái làm kinh doanh lâu năm, quen được kha khá xếp lớn ở khắp các nơi nên biện pháp cũng nhiều. Nhưng anh Thái nhân nhỏ đáp lại cô, người bình thường không có quyền xem video giao thông em có bảo là xe phạm luật thì cũng chỉ xin được một địa điểm nhất định thôi thị trấn nhỏ không quá nghiêm ngặt thì cũng có thể miễn cưỡng lấy được thông qua quan hệ nhưng ở thành phố lớn thì không được đâu cũng phải mà lúc cứu lâm linh bọn hình thâm đã giờ không ít trò bao gồm cả đổi xe thì mới có thể thoát khói camera theo dõi nên kiểu gì bọn lâm hỷ nhu cũng sẽ cẩn thận hơn thế vậy phải làm sao bây giờ lúc này đây trao đổi con tin dường như là biện pháp duy nhất nhưng bên lâm hỷ nhu lại bảo không biết viêm thác đi đâu cũng đang tìm thật ra trước khi đề nghị trao đổi nhấp cửu la đã nghĩ tới đủ mọi tình huống một là viêm thác đã chết trong tình huống này việc trao đổi không có nhiều ý nghĩa nhưng sống phải thấy người chết phải thấy xác dù anh có chết cô cũng phải bắt lâm hỷ nhu nhà xác anh ra hai là tuy gặp chuyện nhưng viêm thác còn chưa chết chưa chết thì phải cứu mà thề thì công cuộc bàn bạc trao đổi rất quan trọng, không thể để Lâm Hỷ Nhu giết viêm thác trong cơn nóng giận được. Vì thế sau khi suy nghĩ, cô đã đề nghị hình thâm ghép cặp đổi chứ không đổi bừa phưa. Đổi châu châu lấy viêm thác, không có viêm thác thì đừng mơ đổi được châu châu. Sáu củ đất bao gồm cả Trần Phúc đổi lấy 11 người gồm cả Tưởng Bách Xuyên và Anh Đao lâm linh tạm thời không được xếp vào hạng mục trao đổi mà để bên lâm hỷ nhu đưa ra ý kiến đã bên cạnh đó cùng nhân cơ hội này đánh giá tầm quan trọng của bọn họ trong cảm nhận của lâm hỷ nhu có lẽ lâm hỷ nhu sẽ rất tức giận trước sự phản bội của viêm thác nhưng châu châu là con trai à kiểu gì à cũng phải nhịn cơn tức vì con trai mình chứ nhưng cô chẳng ngờ câu trả lời của lâm hỷ nhu lại là không biết viêm thác đi đâu rồi cũng đang tìm trong câu nói ấy mang theo lời an ủi quan trọng nhất và hai tình huống có thể xảy ra. Lời an ủi là khả năng cao viêm thác vẫn còn sống vì nếu anh chết rồi Lâm Hỷ Nhu có thể nói thẳng là, tiếc ghê, các người nói chậm quá, nó chết mất rồi và ném thi thế cho bọn cô. Hai tình huống có thể xảy ra gồm, một, Lâm Hỷ Nhu nói thật nghĩa là việc viêm thác mất tích không liên quan gì đến à. Hai, à đang nói dối và kiên quyết không chịu tha cho viêm thác kể cả khi không đổi được châu châu. Đêm đông vốn lạnh lại thêm đi chân đất trên sàn nhà lâu, nhấp cửu la bỗng dùng mình. Lẽ nào cô tính sai rồi, châu châu chẳng hề quan trọng đối với Lâm Hỷ Nhu ư. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.